Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolty, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tần 56.10, 14.2 và mời quý vị vào trong trang nhà luoiduonsaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ tư, chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay cũng như vào ngày mai lễ tạ ơn. Chúc quý vị có một tuần lễ tạ ơn thật nhiều niềm vui đoàn tụ bên gia đình. Trở lại với các bản tin tức bình thường, ngày hôm nay thời tiết như thế nào Thảo Yến? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay buổi trưa ở tại Westminster và Garden Row, nhiệt độ tiếp tục thấp lên cao nhất cũng chỉ có khoảng có 66 đến 68 độ thôi thưa quý vị. Trời không có âm u, nắng ấm. Nhưng mà rồi ngày mai đó thì thời tiết rất là lý tưởng. Ngày mai lên được khoảng đâu đến 71, 72 độ, ấm áp hơn hôm nay rất là nhiều. Tuy nhiên những cái khu vực mà gần đồi núi ở tại Los Angeles với lại Santa Barbara thì cái cơ hội mà mưa vẫn giữ là khoảng 10-15% thôi quý vị. Gần nhà chúng tôi ở trên đường Brookhurst có tiệm mang tên là Honey Bake. Đây là tiệm làm bánh, làm gà nướng vân vân. Và sáng ngày hôm nay đến thì thấy hàng dài mà tôi nghĩ cũng khoảng vài trăm thước đó. Người ta đứng chờ đợi, cũng giữ khoảng cách. Và hàng năm, thông lệ hàng năm họ đến đây để họ mua gà tây nướng, rồi bánh đủ thứ hết, không khí rất là nhộn nhịp. Tình hình di chuyển ở khắp nơi cũng thế, ngày hôm nay cũng là một ngày vô cùng bận rộn và kéo dài cho tới ngày Giáng sinh luôn nữa. Thế nhưng sáng ngày hôm nay có một vài tin không vui thưa quý vị đối với thị trường chứng khoán, và đó là lý do thị trường chứng khoán đi xuống. Thứ nhất là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lại tiếp tục tăng. Theo với tuần trước thì lần này số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lại tăng thêm 30.000 đơn, 778.000 so với 733. 733.000 là con số giới đầu tư và các nhà kinh tế gia dự đoán, thế nhưng con số thực tế nó lên tới 778.000. Đó là điểm thứ nhất. Thứ nhì, tin cũng không vui từ ngày hôm qua, đó là mức tự tin của người tiêu thụ ở vào khoảng 96.1. Bình thường với một cái nền kinh tế tốt đẹp thì chỉ số tự tin của người tiêu thụ sẽ trên 100 thưa quý vị. Nhưng mà trong thời gian qua đó, vào tháng 10 thì với tình hình nhiễm dịch rồi đại dịch nó không đến độ tệ như bây giờ, cho nên chúng ta thấy chỉ số của người tiêu thụ vào tháng 10 là 101.4. Vào thời điểm đó tỷ lệ thất nghiệp có cao, nhưng mà đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng không ở mức bình thường, không có tăng quá mạnh như trong thời điểm này. Chính vì thế mà người tiêu thụ tin tưởng, thứ nhất là những cái tin tức liên quan đến loại thuốc chủng, thứ hai là nền kinh tế thị trường chứng khoán vẫn lên, cho nên vào thời điểm đó tháng 10 sang đến đầu tháng 11 cũng vào khoảng 101.4 điểm. Bây giờ ngày hôm nay còn xuống 96.1 điểm. Với hai tin tức này thị trường đã rơi xuống vào sáng ngày hôm nay và không còn ở mức 30.000 nữa thưa quý vị. Dow Jones vào sáng ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận được là xuống 133 điểm, có lúc xuống 170 điểm. Ngược lại thì Nasdaq lại lập kỷ lục mới. Nasdaq ngày hôm nay lên 12.065, ở mức 12.065, lên thêm được 28 điểm nữa. S&P 500 xuống gần 10 điểm, 3.625. Với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ tăng mạnh và đi một ngày sau đó thì thị trường châu Á cũng có những cái chỉ dấu tốt. Nikkei Nhật Bản lên 131, Hồng Kông lên 81, Thượng Hải lại xuống 40 điểm.
Trong khi đó, công trái phiếu 10 năm rơi xuống ngày hôm nay còn 0.816. Và chúng tôi cũng có bản tin liên quan đến số nhà cũng như là giá nhà ở khắp nơi trên đất Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Đại dịch nhưng mà người ta thấy nhà lại tăng, mặc dù ở California này số người cũng di chuyển rời khỏi California nhiều. Dầu lên được 44 cent ở mức 45 đồng 35 cent, xin lỗi quý vị. Vàng lên được 4 đồng ở mức 1.808 đồng 60 cent. Vàng trong 2 ngày qua xuống hơn 70 đô la. Mặc dù tin tức của Goldman Sachs và Citigroup một lần nữa vẫn nhắc lại là đến năm 2021 giá vàng có khả năng lên được 2.000 đô la. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì vào ngày hôm qua quý vị cũng nghe tin tức cho biết là cái việc mà người dân Hoa Kỳ vẫn quyết định du lịch bay sang những cái tiểu bang khác đó, thì mỗi một ngày trung bình các phi trường ở Hoa Kỳ họ tiếp nhận khoảng 1 triệu lượt người, và cái con số này tính ra thì đã giảm so với cùng cái lễ Thanksgiving này vào năm ngoái là khoảng 60%. Tuy nhiên mới sáng ngày hôm nay thì cơ quan AAA là cơ quan mà chuyên lấy những cái dữ liệu người Hoa Kỳ lái xe đi travel đó, thưa quý vị, cái này không phải là bay, trong cái dịp lễ Thanksgiving thì như một mọi năm bình thường đó, thì cái số lượng người Hoa Kỳ mà lái xe đi chơi xa với cái khoảng cách hơn 50 miles đó, là vào khoảng từ 50 cho đến 52 triệu người. Và năm nay thì AAA họ ghi nhận là có 47 triệu người lái xe, thưa quý vị. Giảm rất là ít so với năm ngoái. Chúng ta cứ tưởng là mọi người vì cái đại dịch này sẽ ngưng cái việc lái xe. Nhưng mà không, chỉ giảm có khoảng 4% so với năm ngoái mà thôi. Nhưng mà AAA họ ghi nhận là cái khoảng cách mà người Hoa Kỳ năm nay lái xe đi đó thì có rút ngắn hơn so với những năm trước. Những năm trước là trung bình chúng ta lái khoảng chừng 50 mile, nhưng mà bây giờ đó cái khoảng cách này rút xuống chỉ còn khoảng 15 cho đến 20 mile thôi. Và bên cạnh đó thì tờ New York Times vào đầu tuần này họ đưa ra một cái thăm dò cho thấy là tiếp tục có khoảng 1/4 người Hoa Kỳ họ vẫn không có thay đổi cái kế hoạch là họ sẽ host một cái bữa tiệc dinner, thưa quý vị. Thường cái bữa tiệc này là sẽ gồm nhiều gia đình chung với nhau, thì 1/4 người vẫn không có thay đổi, vẫn tiếp tục. Và 39% người cho biết họ không thay đổi kế hoạch bay về nhà ở những cái tiểu bang khác, chẳng hạn như học sinh đi học thì bây giờ bay về đoàn tụ với cha mẹ. Trong khi đó, số người tử vong rồi số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng, mặc dù không tăng nhiều so với tháng 3 và tháng 5. Quý vị còn nhớ cái khoảng thời gian đầu từ tháng 3 tới tháng 5, số người nhiễm bệnh tử vong và khiến cho khắp nước Mỹ xảy ra cái tình trạng mà yêu cầu người dân ở trong nhà, đóng cửa hết tất cả các cơ sở thương mại, ảnh hưởng lên đến cả bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim. Thì nhìn trên họa đồ ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy con số người trong thời gian qua mà nhiễm bệnh và tử vong. Đây là số người tử vong hàng ngày vì COVID-19 dựa trên con số trung bình của 7 ngày liên tục. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 24 tháng 11, đây là số liệu mới nhất được ghi nhận, thì chúng ta thấy cái chỉ số vẫn tiếp tục tăng mạnh. Từ tháng 8, thì đây là cái tin tức để cho thấy rằng vào tháng 8 cho đến tháng 10, rõ ràng là con số người tử vong và nhiễm bệnh giảm bởi vì nỗ lực của các chính quyền của các tiểu bang ngăn chặn không cho người dân ra đường rồi gia tăng số trường hợp hỗ trợ ở trong bệnh viện đã giúp cái con số nó đi xuống. Nhưng mà cái con số đi xuống tốt nhất á, lại là vào tháng 7. Đây là chỉ số, thưa quý vị, đây là tháng 7. Rồi từ tháng 7 đến tháng 8, nó lại tăng lên cao. Vào thời điểm đó, quý vị còn nhớ là quận Cam được đưa vào, chuẩn bị đưa vào từ ngạch tím để bước sang ngạch đỏ. Rồi từ tháng 8 đến tháng 10, đến cuối tháng 10 luôn, thì chúng ta thấy bắt đầu đi xuống không nhiều, nhưng mà khuynh hướng rất là tốt đẹp. Và cái khuynh hướng này đã khiến người dân càng ngày càng ỷ y hơn nữa. Và vào tháng này là tháng mà họ bắt đầu đi mua vé và chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối năm.
Đó là lý do tại sao cái con số mà quý vị vừa nghe Thảo Yên đưa ra đó, nó lên tới mức không phải là kỷ lục, nhưng mà kỷ lục so với thời đại dịch. Đại dịch mà người ta vẫn giữ nguyên cái quyết định để di chuyển. Và vì thế, khi mà tháng 10, trong khoảng thời gian tháng 10 và đến cuối tháng 10, thì họ mua vé và họ chuẩn bị đi nghỉ, thì bắt đầu con số này từ từ nó nhích lên. Vì người dân ỷ y, họ vẫn đi mua sắm, họ vẫn ăn uống, họ vẫn tụ tập ở trong nhà. Và đó là lý do con số này nó nhích lên quá cao luôn, nó lên rất nhanh. Không khác gì với cái thời kỳ từ tháng 3, đầu tháng 3 cho đến tháng 4. Quý vị nhìn thấy cái họa đồ ở phía bên trên này. Đó là chỉ dấu để cho thấy rằng tình trạng hiện nay vẫn trở về với mức cũ như thường. Chính quyền của Los Angeles, quận Cam v.v. và các nơi khác, họ nói rằng họ đang theo dõi số người nhập bệnh viện. Nếu mà con số này quá cao và bệnh viện bị quá tải đó, tương tự vào tháng 3 vừa rồi, thì chắc chắn cái lệnh mà đóng cửa sẽ phải được thi hành. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau quảng cáo.